Không phải trang phục tái chế, học sinh thi nhau làm tranh từ giấy vụn và chai nhựa để tri ân thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. Nhắc đến tái chế, hội học sinh thường nghĩ ngay tới làm trang phục để biểu diễn thời trang phải không nào? Thế nhưng học sinh của trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Chí Đức lại có ý tưởng mới khi sử dụng vật liệu này để làm nên những bức tranh. Tận dụng những giấy đề cương đã qua sử dụng, các bạn lớp 12A5 thực hiện một bức tranh ý nghĩa tri ân đến cô chủ nhiệm. Tác phẩm thể hiện hình ảnh cô giáo đang chăm bón cho những bông hoa, cũng là hình ảnh các học sinh của trường. Giấy được các bạn xé nhỏ, dùng keo kết dính, đắp nổi, sau đó sơn lên lớp màu acrylic cho bức tranh sống động. Bên cạnh đó, chai nhựa cũ cũng được các bạn tận dụng. Nắp chai được trang trí thành những bông hoa màu sắc, vỏ chai được tạo hình và biến thành bảng chữ tri ân dán ở góc trái. Đây là tác phẩm đã xuất sắc giành giải nhất bảng Trung học phổ thông cơ sở 1 của trường. Tác phẩm của lớp 11A5 giải nhì bảng Trung học phổ thông cơ sở 1 thì bên cạnh giấy vụn còn dùng nhựa cũ để tạo hình hoa sen. Trái cũ sau khi cắt tạo hình hoa và lá sen, các bạn đã dùng máy sấy để uốn cong, trông sao cho tự nhiên. Nhụy sen được các bạn tận dụng từ những nắp chai cũ. Tác phẩm cũng có nội dung ý nghĩa với hình ảnh giáo viên và học sinh cùng dòng chữ tôn sư trọng đạo. Có nhiều cảm xúc nhất khi tham gia cuộc thi có lẽ là lớp 8A1. Bên cạnh giành về giải nhì bảng Trung học cơ sở 1, có những bạn đã khóc khi bắt đầu thực hiện tranh. Bạn Phạm Lê Vi, lớp 8A1 cho biết, vì dành nhiều tâm huyết cho bức tranh để tri ân các thầy cô, nên có nhiều bạn lại cùng góp ý tưởng. Điều này dẫn đến khó khăn trong việc thống nhất ý tưởng chung cho bức tranh. Tuy nhiên, cả lớp đã đồng lòng vượt qua và quyết tâm thể hiện sự đoàn kết của mình. Những bức tranh quá đẹp, quá sáng tạo, độc đáo và ý nghĩa phải không nào? Chung các thầy cô sẽ có một ngày hiến chương Nhà giáo Việt Nam thật nhiều ý nghĩa, thật nhiều sức khỏe, tiếp tục miệt mài với sự nghiệp chồng người. Cảm ơn các bạn đã theo dõi 8TV, đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị mỗi ngày.